Kính chào quý vị. Chúng tôi xin phép thay mặt nhà văn Nguyên Thao và tủ sách Tiếng Quê Hương, anh Võ Thành Nhân và đài truyền hình VATV để được bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý quan khách, quý thân hữu và quý đồng hương đã bỏ thì giờ quý báu đến tham dự chương trình ra mắt hai ấn phẩm mới nhất của nhà xuất bản Tiếng Quê Hương. Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn cùng các hội đoàn người Việt và các cơ quan truyền thông đã nhiệt tình hỗ trợ trong việc tổ chức buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cả hai tác phẩm mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị đều được xây dựng trên bối cảnh lịch sử và chính trị của miền Nam Việt Nam, phản ánh nguyên nhân và hệ quả cuộc chiến tranh kéo dài hơn 20 năm trên đất nước chúng ta, kể từ giai đoạn Pháp thuộc dẫn tới sự cuộc di cư 1954 cho đến khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó là những năm tháng gắn bó với tuổi hoa niên tươi đẹp của ít nhất hai thế hệ đã bị cắt lìa khỏi mảnh đất quê hương yêu dấu. Nhưng đồng thời, đó cũng là di sản lịch sử từ các thế hệ đi trước chuyển qua những thế hệ tiếp theo để hình thành một tập thể người Việt dù tản mát khắp bốn phương trời nhưng vẫn mang chung tâm nguyện, góp chung hoài bão và không ngừng nuôi dưỡng niềm tin vào một vận hội mới sẽ đến với dân tộc Việt Nam. Kính thưa quý vị, sau phần trình bày sơ lược nội dung cuốn sách Tút Kiếm Phương Xa của George Jevine và hồi ký Bóng Mây Tình Yêu của Kim Vui, ban tổ chức sẽ hân hạnh mời quý vị cùng chia sẻ với dịch giả Phan Lê Dũng những cảm nhận về việc chuyển ngữ tiếng Việt hai tác phẩm rất đáng đọc này, và đặc biệt là mời quý vị cùng chia sẻ tâm tình với tiến sĩ sử gia George Jevine, một cựu sĩ quan binh chủng thiết giáp của quân đội Hoa Kỳ, sẽ nói về những động lực thúc đẩy ông dành ra 20 năm trời miệt mài nghiên cứu để hoàn tất tác phẩm Tút Kiếm Phương Xa, những giấc mơ tan vỡ của miền Nam Việt Nam. Trân trọng kính mời quý vị bước vào chương trình sinh hoạt ngày hôm nay và một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Danh vọng
Nhưng tim vui cũng có tất cả những điều buồn nhất: đau đớn, tủi nhục, lo âu, hoang mang, thất vọng. Cuộc đời của Kim Vui gồm 3 tuyến phim truyện diễn ra cùng một lúc: cha mẹ xào xáo, con cái bệnh tật, đất nước lao đao. Trong vòng xoáy của 3 dòng thác đó, cộng thêm sự si mê của vô số đàn ông, không quá khó để cho người đàn bà trẻ rơi vào sa ngã. Thế nhưng Kim Vui đã không như thế. Kim Vui tránh được những cạm bẫy cuộc đời. Kim Vui đã vượt qua vô số chướng ngại để cuối cùng tới được bến bờ yên vui. Bóng mây tình yêu gửi đến cho người đọc một vài khía cạnh của cuộc đời của người nghệ sĩ tài sắc Kim Vui. Đó là những điều hết sức đặc biệt, nhưng ít có người biết tới. Năm 10 tuổi, tôi đã được chồng xóm quý mến. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng giúp những cụ già nhà bên. Khi con cái của các cụ quần quật làm việc ở chợ lớn hoặc là các bến tàu Sài Gòn, tôi giúp cho họ làm việc vàng và còn múa hát giúp vui nữa. Những cụ già đó là khán giả đầu tiên của tôi. Con đường đưa tới âm nhạc của cô bé Vui hồn nhiên là như thế. Về sau người ta chỉ nhắc tới Kim Vui, tài năng tuổi 17. Nào biết tài năng đó bắt nguồn từ một Kim Vui sẵn sàng mang trong mình một trái tim mẫn cảm và nhân hậu. Tài múa hát đã đưa Kim Vui lên sân khấu, kiếm được tiền năm 14 tuổi. Nhưng cô gái ấy không muốn thế. Kim Vui muốn trở thành một ca sĩ, chứ không phải một nghệ nhân khiêu vũ. Ngoài ca hát ra thì Kim Vui còn thích vẽ tranh. Có thể nhờ tài năng, mỹ thuật nên cô ca sĩ trẻ Kim Vui đã thành công khi hát bản nhạc Dòng Sông Xanh, một ca khúc đã là của riêng đàn chị Thái Thanh. Có lẽ lúc hát thì Kim Vui đã vẽ ra một dòng sông xanh tuyệt đẹp ở trong ấp, và rồi cứ thế diễn tả ra. Về sau khi nhìn lại quãng đời đã qua thì Kim Vui tâm sự: là một ca sĩ có tiếng rồi tài tử, đôi khi là họa sĩ, tôi thấy sự diễn xuất và các sáng tác của tôi lúc nào cũng hàm chứa nội dung về đất nước tôi, Việt Nam. Tuy còn rất trẻ, nhưng Kim Vui đã có ý thức công dân rõ rệt. Kim Vui đã tham gia ban văn nghệ đạt ủy phủ công dân phụ năm 16 tuổi. Qua những chuyến công tác khắp nơi, có khi lên tới tận cao nguyên, Kim Vui chứng kiến rất nhiều cảnh đời. Cô gái ấy băn khoăn về tình hình đất nước. Biết được những thay đổi trong đất nước, tôi cho là tôi có thể có cơ hội để đóng góp một phần nhỏ vào hoạt động yêu nước đang hóa dạng ở miền Nam. Tôi nghĩ là tôi có thể tham gia một lý tưởng vượt trên việc trình diễn nghệ thuật. Các buổi trình diễn múa hát pha lẫn những kêu gọi chính trị của chúng tôi ở các thủ phủ quận, ở các thôn ấp. Chúng tôi được hoan nghênh ở mọi nơi vì người dân muốn có sự giải khuây và cũng có nhiều người muốn biết về chính phủ mới. Tình yêu nghệ thuật và tình yêu đất nước là hai nét nổi bật ở Kim Vui. Phận gái thời lý loạn, Kim Vui giữ cho riêng mình mối ưu tư thời cuộc. Thế nhưng định mệnh dường như đã mỉm cười với Kim Vui khi Kim Vui đã gặp được một người cùng hướng về mảnh đất họ đang có mặt, miền Nam Việt Nam. Hai kẻ xa lạ, không cùng màu da, không cùng tiếng nói, gặp nhau thật tình cờ. Kim Vui kể lại trong bóng mây tình yêu: tôi không thể diễn tả được cảm tưởng khi nhìn sâu vào đôi mắt đó. Sáng, xanh nhạt, xanh lá cây, một sự hòa hợp của những màu đó. Người cắt mỉm cười nhẹ nhàng. Và lúc này đây, tôi hoàn toàn chết sững ngay trong quán cà phê của tôi. Người đàn ông ấy như một cánh chiếc bằng, đến rồi lại đi. Anh thường mơ hồ nói về những chỗ anh đi, những việc anh làm và những người cùng làm việc với anh. Anh sẽ vắng mặt chỉ vài ngày, nhưng biết là anh sẽ lái xe trên những con đường mà nhiều người khác không đi. Tôi bắt đầu cầu nguyện cho anh hàng đêm. Anh giải thích là anh không muốn đưa tôi về phía Bắc, bên trên Nha Trang, vì mỗi lần chúng tôi gặp nhau,
và yêu tôi hơn, nên anh không muốn tôi gặp bất cứ nguy hiểm nào. Lúc gặp nhau, họ nói với nhau những lời mật ngọt yêu thương chân. Kim Vui kể lại, sau khi tôi từ Sài Gòn trở về, lần đầu chúng tôi có cuộc bàn luận chính trị sâu hơn bình thường. Anh nói tới những ngày anh phải đi vào những thôn ấp trước khi quay lại Đà Lạt. Anh cho rằng thay vì giải quyết những tệ hại thì chính phủ lại làm ra những lỗi lầm khiến cho vấn đề tệ hại trầm trọng thêm. Anh tin là hai lỗi lầm quan trọng nhất là việc các nhân viên chức trách thiếu kính trọng đối với người dân, nhất là người dân ở thôn quê. Lỗi thứ hai là đặt ra các luật lệ thiếu hợp lý, làm gia tăng sự căng thẳng giữa Phật giáo và tôn giáo. Anh nói, một trong hai ngày nữa, anh lại lên đường, đi về những tỉnh hướng Bắc. Tôi hỏi anh, tôi có thể đi theo không? Nhưng anh phản ứng bằng một nụ cười tếu và bảo chẳng thể nào đi như thế được. Kính thưa quý vị, khi tài năng ở một mỹ nhân được cộng thêm lòng dũng cảm, thì thử hỏi có người đàn ông nào mà không bị quyến rũ. Thế nhưng với người đàn ông ấy vẫn còn có một thứ quyến rũ hơn. Cuộc chiến, một phiến nam châm phức tạp, đa chiều, lấp lánh như kiếm bạc hoa hai vùng, sẽ kéo anh và các bạn anh chìm dần vào các thôn ấp, các rừng rậm để tìm ra một công thức thắng cuộc. Tình yêu của Kim Vui và người đàn ông ấy rất gần với câu văn bất hủ. Yêu không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng. Thế nên không quá khó để thấy tình yêu của họ ngày càng nồng nàn hơn. Nhưng người đàn ông ấy trớ trêu thay, rất giống với anh trong bài hát Chân Trời Tím. Ba chữ định mệnh đã gắn liền với Kim Vui. Chân trời tím lãng mạn kia không có anh và em, bởi anh cuối cùng đã chọn. Anh chọn không có em. Mới thoáng chốc, tôi có cảm tưởng như mới chỉ vài giờ, anh đã lại lên đường. Tôi chưa có cơ hội để cho anh biết là tôi đã hoàn tất thủ tục ly dị và lúc này đây tôi có thể tự do thành hôn với anh. Anh đã giảm cân rất nhiều và ít khi cười. Theo tôi nhớ thì đúng hơn, chẳng bao giờ thấy anh cười. Hình như anh chỉ cảm thấy thoải mái khi tôi hỏi thăm các người bạn đã đi theo anh, người Việt và người Mỹ. Tôi biết với anh, chẳng có người đàn bà nào khác có thể so sánh với tôi, nhưng tôi chưa đoán trước được các tiếng gọi hấp dẫn, ma quái, những tiếng gọi thì thầm của những người bạn chiến đấu, một sự mạo hiểm chung và cùng hy sinh cho một lý tưởng cao thượng. Rồi anh xuất hiện ở nhà tôi, bẩn thỉu, mỏi mệt, trông như một bóng ma của người tôi yêu. Trong nhà đang có bạn, một họa sĩ và hai ký giả đang ở trong phòng khách. Anh không chào họ, chỉ cầm tay tôi, đưa tôi vào bếp. Anh bất thần bảo tôi là anh không thể tiếp tục phân đôi con người của anh để vừa đến với tôi và vừa tham gia cuộc chiến. Anh sẽ không trở lại Sài Gòn để cùng chia sẻ cuộc đời với tôi nữa. Không có thời gian cho hai chúng tôi và không có không gian cho tôi trong thế giới của anh. Tôi lập tức chết sững, ngã xuống sàn và không thể ngừng khóc. Frank quay người biến mất. Người đã có mấy tên Frank. Frank Scotton. Frank Scotton tới Sài Gòn năm 1962 khi vừa 24 tuổi. Suốt 13 năm sau đó thì Frank miệt mài với sứ mạng hỗ trợ miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến chống xâm lược. Thế nhưng nỗ lực của Frank cùng với nỗ lực của hàng triệu người dân miền Nam đã không thể vượt qua những thử thách khắc nghiệt. Trong lời ngỏ về bản ứng Việt ngữ của tác phẩm Uphill Battle do Phan Lê Dũng chuyển ngữ năm 2015, Frank Scotton đã viết như sau. Cuối cùng, nếu bạn đọc cảm thấy không vui với những mô tả của tôi về những khiếm khuyết của phía Việt Nam, thì xin hãy đọc lại những nhận xét của tôi về những khiếm khuyết còn trầm trọng hơn ở phía Hoa Kỳ. Thay vì đổ lỗi cho nhau thì chúng ta nên tìm cách hiểu rõ bản chất bất định cuộc chiến.
cuộc chiến ấy, Frank Scotland gọi là cuộc chiến leo dốc. Ở đó, khó khăn chồng chất khó khăn, quằn nặng trên vai con dân miền Nam. Ở đó, tất cả đều là nạn nhân. Ở đó, tất cả đều bất định. Cũng bất định như một mối tình của Kim Vui. Hai tình yêu đặc biệt và lâu dài nhất của tôi là tình yêu dành cho quê hương đã sinh ra tôi và tình yêu dành cho một người đàn ông. Tình yêu thứ hai, Kim Vui đã tìm lại. Tình yêu thứ nhất thì sao? Phải chăng tình yêu ấy như một bóng mây? Bóng mây, tình yêu ngay ở phía trên mà không sao mới tới. Để rồi dù tiếng hát không còn cất cao nữa, nhưng những thổn thức trái tim mãi trào dâng mà không thể nhận chìm. Tổ quốc ơi, yêu người, yêu cả cuộc đời. Xin trân trọng cảm ơn và xin giới thiệu đến quý vị bóng mây tình yêu. Và cũng xin cảm ơn nhà văn Trịnh Bình An đã viết lời giới thiệu hồi ký Kim Vui bóng mây tình yêu. Thanh Trang xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, một trong hai ấn phẩm mới nhất mà tủ sách Tiếng Quê Hương hân hạnh giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay là bản dịch Việt ngữ cuốn sách thứ tư của tác giả George Bay, viết về bối cảnh lịch sử và chính trị của miền Nam Việt Nam trong suốt thời gian cuộc chiến tranh năm 1954 đến 1975. Như quý vị thấy qua từ đề bản chuyển ngữ của dịch giả Phan Lê Dũng trên trang bìa, Tuyết Kiếm Phương Xa, những giấc mơ tan vỡ của miền Nam Việt Nam. Tác phẩm thứ tư này của George Bay, một cựu sĩ quan binh chủng thiết giáp của quân đội Hoa Kỳ, đưa ra cái nhìn rất khác biệt so với hầu hết những cuốn sách mà các sử gia người Mỹ từng viết về chiến tranh Việt Nam trước đây. Có ít nhất hai yếu tố giải thích sự khác biệt. Yếu tố thứ nhất, Tuyết Kiếm Phương Xa được hoàn tất và xuất bản ở thời điểm gần 50 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc. Đó là khoảng thời gian đủ dài để những sự kiện gây xôn xao dư luận, những vấn đề thời sự nóng bỏng đã lùi vào quá khứ. Và những hình ảnh rõ nét hơn của lịch sử dần dần xuất hiện từ một vị thế mới ở thế kỷ 21. Yếu tố thứ nhì, tác giả George Bay đã dành ra 20 năm để tìm hiểu và đối chiếu ba nguồn tài liệu chính, gồm các tài liệu được giải mật của Tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam cùng cơ quan tình báo CIA, tài liệu của Văn phố Quốc gia Mỹ và tài liệu của Việt Nam Cộng Hòa, kể cả những cuộc phỏng vấn các nhân vật lãnh đạo miền Nam suốt chiều dài cuộc chiến. Công việc nghiên cứu, suy ngẫm và phân tích nghiêm túc ấy đã giúp tác giả vẽ lại một hình ảnh miền Nam Việt Nam trong sáng hơn, trung thực hơn, ít thành kiến và công bằng hơn. Cũng chính vì vậy nên qua tác phẩm Tuyết Kiếm Phương Xa, những giấc mơ tan vỡ của miền Nam Việt Nam, độc giả thấy được bức tranh toàn cảnh của một miền Nam Việt Nam phải đương đầu với biết bao nhiêu thách thức khốc liệt suốt hơn hai thập niên. Vừa kháng cự cuộc xâm lược thô bạo của Cộng sản Bắc Việt, vừa đối phó với những tranh chấp nội bộ nảy lửa, trong lúc vẫn phấn đấu không ngừng để xây dựng dân chủ, phát triển đất nước và đạt được những thành quả đáng kể. Bức tranh đó hoàn toàn tương phản với hình ảnh một miền Nam Việt Nam bị nhìn qua những lăng kính thu hẹp, méo mó. Và hậu quả là đã đưa tới các kết luận đầy thành kiến của rất nhiều sử gia Tây Phương. Với Tuyết Kiếm Phương Xa, hình ảnh hoảng loạn vào giờ phút cuối cùng của miền Nam Việt Nam được tác giả George Bay vẽ lại và đặt trong bối cảnh lịch sử toàn diện với một cái nhìn thấu đáo, công bằng. Mặc dù cội nguồn giấc mơ của những kẻ chiến bại đang lưu lạc khắp bốn phương,
trời, được trình bày như những bản nhạc bi tráng, buồn bã. Nhưng tác giả muốn gớp tất cả những bản nhạc bi tráng ấy lại để chuyển thành một viên âm hùng ca, đưa ra lời kêu gọi các thế hệ con cháu của những kẻ chiến bại thu lượm những hạt giống tốt từ các thế hệ đi trước, tiếp tục vun trồng những hạt mầm hy vọng trên miền đất lạ, để một ngày nào đó sẽ tái tạo hình ảnh tươi sáng của một miền Nam Việt Nam bị chôn vùi trong quá khứ. Gần nửa thế kỷ sau khi The Vietnam War kết thúc, một thế hệ sử gia mới đang thẩm định lại cuộc chiến, và quan trọng hơn nữa là tìm hiểu một cách chính xác hơn về tâm tư, ước vọng của những người Việt quốc gia tại miền Nam Việt Nam. George J. White là một trong những sử gia đầu tiên bắt tay vào công việc đó. Chính vì nhìn rõ tầm quan trọng của công việc nói trên, nên trong bài điểm sách trên tạp chí mạng chuyên nghiên cứu về chiến tranh của Đại học Michigan, The Michigan War Studies Review, giáo sư tiến sĩ Arrigo Velegonia đã đưa ra nhận xét: tứ kiến phương xa giúp cho chúng ta rất nhiều khi muốn tìm hiểu chiến tranh Việt Nam, không vướng vào những tranh luận quá nhàm chán về ý thức hệ. Cuốn sách này tập trung vào việc tìm hiểu miền Nam Việt Nam với những người dân một mặt phải chiến đấu chống lại một kẻ thù không khoan nhượng, và mặt khác vẫn không ngừng xây dựng đất nước tân tiến. Và nếu sau cùng họ thất bại, thì không phải là vì họ thiếu nỗ lực. Các chiến lược gia và các nhà lãnh đạo ngày hôm nay cần rút ra bài học đầy giá trị từ sự thất bại ấy. Để hiểu rõ những khía cạnh phức tạp trong việc theo đuổi chiến tranh cũng như nhiệm vụ xây dựng quốc gia, bản chuyển ngữ tác phẩm Tứ kiến phương xa gồm 24 chương sách dày 800 trang. Trong lời mở đầu ấn bản tiếng Việt, tác giả George Bay viết: hai quyển sách của tôi, Tháng Tư Đen và Tứ kiến phương xa, kể lại câu chuyện đấu tranh giành độc lập tự do của người dân miền Nam Việt Nam. Tôi xin lặp lại những gì tôi đã nói trong mọi cuộc tiếp tân của người Việt mà tôi đã từng tham dự. Hãy viết lại ký ức của bạn, hãy kể lại cho con cháu của các bạn, hãy xuất bản những câu chuyện đó. Đây là cách duy nhất để bảo tồn quá khứ của các bạn. Một ước mơ vĩ đại của tôi là nhiều năm sau, khi đọc những quyển sách tôi viết, độc giả sẽ thấy rõ hình ảnh hãnh diện của những người Việt ở miền Nam Việt Nam đã đứng lên chiến đấu cho quốc gia. Tôi chỉ có thể viết vì những độc giả như các bạn đã chia sẻ với tôi những kinh nghiệm của họ. Được kể lại câu chuyện của các bạn là vinh dự của tôi. Thanh Trang xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn dịch giả Phan Lê Dũng đã soạn lời giới thiệu vừa rồi. Và xin giới thiệu Tứ kiến phương xa đến toàn thể quý vị.